truy cùng diệt tận, mưa tên lửa Nga càn quét mọi sân bay, đánh tan tác sở chỉ huy và chạm radar Ukraine. Miền Nam thất thủ, Nga điều UAV cảm tử, oanh kích thành phố cảng chiến lược Odessa. Ăn cháo đá bát, lính Ukraine phàn nàn về sự vô dụng của công nghệ phương Tây giữa cảnh đường cùng bế tắc trên chiến trường. Đáng chú ý, văn phòng đăng ký nhập ngũ của Ukraine làm giàu bằng tiền hối lộ của những kẻ trốn tránh nghĩa vụ ra tay bất ngờ, Krum bán đấu giá tài sản của cựu Tổng thống Ukraine. Căng thẳng leo thang, Tổng thống Putin chính thức ký luật chấm dứt hiệp ước quân sự ở châu Âu. Các chuyên gia cảnh báo Nga sẽ là mối đe dọa của châu Âu trong một thập kỷ nữa. Trước viễn cảnh nguy hiểm, báo Ba Lan kêu gọi không phát động chiến tranh hạt nhân để cứu Ukraine. Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự quốc tế của TBC nâng tầm kiến thức. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa tập thể càn quét loạt sân bay của Ukraine, từ đó đánh trúng các sở chỉ huy và trạm radar cũng như các thiết bị hàng không quan trọng. Trung tướng Igor Konashenkov, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào đêm ngày 29 tháng 5, các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công nhóm có độ chính xác cao nhằm vào các sân bay của Ukraine. Bộ này cho biết cuộc tấn công được sử dụng vũ khí phóng từ trên không tầm xa. Vị quan chức này nhận định, các sở chỉ huy và trạm quan sát radar đã bị tấn công, các thiết bị hàng không của lực lượng vũ trang Ukraine, kho vũ khí và đạn dược cũng bị phá hủy. Trong khi đó, theo các phóng viên quân sự của kênh Telegram mùa xuân Nga, hệ thống tên lửa phòng không Patriot ở khu vực sân bay Giuliani của Kiev là một trong những mục tiêu của cuộc tấn công. Người ta cũng nói rằng đã có tên lửa đạn đạo và siêu thanh được sử dụng để tấn công thủ đô Ukraine. Không dừng lại ở đó, các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khắp nhằm vào cơ sở hạ tầng tại cảng Odessa ở biển Đen của Ukraine. Cuộc tấn công khiến một đám cháy bùng phát, mức độ thiệt hại đang được cập nhật. Đám cháy bùng phát ở cơ sở hạ tầng cảng Odessa do bị tấn công. Đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt. Thông tin về mức độ thiệt hại đang được cập nhật. Bộ Tư lệnh phía Nam của quân đội Ukraine thông báo trên Facebook hôm 29 tháng 5. Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã sử dụng máy bay không người lái UAV cầm từ Shahed do Iran sản xuất trong cuộc tấn công vào Odessa, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Ukraine xác nhận trận tập kích đã làm hư hại một số cơ sở hạ tầng tại cảng Odessa. Kiev từ lâu cáo buộc Iran cung cấp UAV và tên lửa đạn đạo cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, cả Nga và Iran đều đã lên tiếng bác bỏ. Theo các quan chức Ukraine, một loạt vụ nổ cũng xảy ra trong và xung quanh các thành phố phía nam Ukraine do Nga kiểm soát ở Pediaz và Mariupol trong ngày 28 tháng 5 vừa qua. Phương Tây đang dốc cạn vốn liếng hầu bao cho Ukraine để giành chiến thắng trong cuộc phản công sắp tới. Tuy vậy, những khí tài mà Kiev nhận được dường như không tỏ ra hiệu quả trên chiến trường Cổng thông tin Mùa Xuân Nga viết rằng, binh sĩ Ukraine một lần nữa phàn nàn về các thiết bị quân sự do các quốc gia phương Tây chuyển giao cho họ. Đặc biệt, các binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine không hài lòng với công việc của tàu sân bay bọc thép International Marlboro của Mỹ. AV trích lời một binh sĩ Ukraine cho hay, ca tụng khen ngợi họ, nhưng những chiếc xe bọc thép chở quân này không tốt. Chúng tôi trượt chân, chúng tôi không chui xuống bùn, chúng tôi ngã, anh nhấn mạnh rằng xe bọc thép trường quân International Marlboro không phù hợp và hoàn toàn không dành cho mục đích sử dụng ngoài tiền tuyến. Trước đó, một chiến binh bị bắt của lực lượng vũ trang Ukraine Vasily Leniv, nói rằng những người lính Ukraine trực tiếp đi đầu ở Donbass không có đủ vũ khí, lương thực và nước uống. Trong bối cảnh này, những loại khí tài được viện trợ không tỏ ra hiệu quả, thậm chí còn khiến quá trình tiến đánh của họ bị chậm lại, càng khiến các binh sĩ Ukraine suy giảm tinh thần và nhuệ khí chiến đấu đáng kể. Đáng chú ý, giữa lúc binh sĩ Ukraine vật vã trên chiến trường tìm cơ hội phản công, thì ở hậu phương, Aya Novosti đưa tin có dẫn nguồn từ các phương tiện truyền thông báo cáo. Nhân viên của các trung tâm tuyển dụng trên lãnh thổ Ukraine ngang nhiên làm giàu nhờ nhận hối lộ từ những kẻ trốn nghĩa vụ quân sự. Một nguồn tin trong lực lượng vũ trang nói với các phóng viên rằng, ở miền Tây Ukraine, mỗi chính ủy quân đội thực tế là một tỷ phú. Ở thành phố của tôi, chính ủy quân đội đã trả tự do cho rất nhiều người từ Odessa và Kharkov trên cơ sở giấy chứng nhận. Theo ông, các chính ủy quân đội Ukraine đã lập giấy chứng nhận không phù hợp để đi công tác nước ngoài trong 3 tháng. Đối với một chứng chỉ như vậy, những kẻ trốn tránh phải trả khoảng 12.000 đô la. Ngoài ra, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, Ủy viên quân sự của khu vực Lviv đã thực hiện các yêu cầu từ văn phòng đăng ký và nhập ngũ của quân khu, đồng thời tham gia vào việc đánh cắp viện trợ nhân đạo. Cần phải lưu ý rằng, thiết quân luật đã được áp dụng ở Ukraine và việc tổng động viên đang có hiệu lực. Vào ngày 2 tháng 5 vừa qua, ông Verkhona Rada đã thông qua các dự luật để gia hạn các điều khoản này cho đến ngày 18 tháng 8 năm nay. Theo đó, những người đàn ông chịu trách nhiệm về nghĩa vụ quân sự bị cấm rời khỏi đất nước. Trước đó, có thông tin cho rằng, chính quyền Ukraine đã cho phép các trung tâm tuyển quân trên lãnh thổ trao giấy chứng nhận triệu tập cho công dân, bất kể họ đăng ký quân sự ở đâu. Thống đốc bán đảo Nga, ông Sergei Asishonov cho biết, Bất động sản ở Crimea thuộc sở hữu của cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko và cựu Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk sẽ được bán đấu giá. Ông tuyên bố rằng các nhà chức trách đang xây dựng khung pháp lý cho biện pháp này và nhấn mạnh tài sản của những chủ sở hữu có các hoạt động phá hoại đã được chứng minh chống lại nhà nước Nga sẽ bị nhắm mục tiêu. Ông Aski Onok nói với kênh truyền hình Russia rằng, đối với cuộc đấu giá sẽ có nhiều lô hấp dẫn, bao gồm các khu nghỉ dưỡng và công ty sản xuất. Ông không đi vào chi tiết nhưng nói thêm rằng các tài sản thuộc sở hữu của Yashenyuk, Poroshenko và những người khác sẽ được bán đấu giá. Thống đốc xác nhận căn hộ áp mái của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cũng sẽ được bán đấu giá. Ông nói thêm, các quan chức đã chọn đưa tài sản ra đấu giá không phải vì bất bình mà bởi vì nó chỉ vì lợi ích của Nga và Crimea cũng như an ninh của họ. Ông Poroshenko được bầu làm Tổng thống sau cuộc đảo chính năm 2014 do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev và đã nắm quyền mãi cho đến năm 2019 là một trong những người giàu có nhất ở Ukraine. Vào năm 2015, một năm sau khi Crimea bỏ phiếu rời Ukraine và gia nhập Nga, chính quyền địa phương đã quốc hữu hóa nhà máy đóng tàu Sevastopol, một phần của xí nghiệp đóng tàu Poroshenko. Theo chính quyền Crimea, cựu thủ tướng Yatsenyuk làm việc trong nội các của Poroshenko, sở hữu một dạp chiếu phim ở thành phố nghỉ mát ven biển Yalta, trong khi gia đình Zelensky sở hữu một căn hộ cao cấp ở vùng ngoại ô. Cả hai tài sản đã được quốc hữu hóa vào năm ngoái. Mâu thuẫn liên tục gia tăng giữa Nga và phương Tây trong bối cảnh các nước châu Âu ngày càng gửi nhiều vũ khí tầm xa đến Ukraine. Gần đây nhất là tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh. Trước thực tế này, Tổng thống Putin đã chính thức ký luật rút Nga khỏi hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu. Thỏa thuận Moscow nói là mất hiệu lực từ lâu. Theo luật được Tổng thống Vladimir Putin ký thông qua và công bố vào ngày 29 tháng 5, Nga sẽ rút khỏi hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu, viết tắt là CFI. Luật có hiệu lực kể từ thời điểm được công bố. Dự luận chấm dứt CFI được Tổng thống Putin trình lên Quốc hội Nga ngày 10 tháng 5, được thông qua tại Hạ viện và Thượng viện trong vòng 2 tuần sau đó. Động thái này sẽ không gây tác động trực tiếp nào, đây là cơ chế đã mất hiệu lực từ lâu và không phải do lỗi của Nga. Chúng tôi chỉ đưa tình hình sang trạng thái chính thức, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay. Quan chức Nga cho rằng đang xuất hiện khoảng trống lớn trong cấu trúc kiểm soát vũ khí và ổn định chiến lược. Về lý thuyết, phải gấp rút lấp đầy nó bằng những đạo luật quốc tế mới, điều này sẽ phù hợp với lợi ích của toàn bộ cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi duy trì quan hệ song phương với hàng loạt quốc gia đang cắt đứt liên lạc với chúng tôi, ông Vorkov cho hay. CFI được ký năm 1990 giữa NATO và các quốc gia khối hiệp ước Warsaw nhằm giới hạn số lượng xe tăng và thiết giáp pháo, trực thăng và chiến đấu cơ đóng quân tại châu Âu, tránh các bên tập trung lực lượng quy mô lớn để tấn công chấp nhoáng, thiết lầm thế cân bằng quân sự. Nga đình chỉ CFI vào năm 2007, cáo buộc các thành viên NATO nhiều lần vi phạm hiệp ước và không phê chuẩn phiên bản cập nhật. Trước tình hình ngày càng nguy nan khi Nga chủ động cắt đứt hiệp ước với châu Âu, Ngoại trưởng Séc Jan Lipatsky cho biết tại một hội nghị an ninh Global Chef hôm thứ Hai rằng Chính sách đối ngoại của Séc dựa trên giả định Nga sẽ là mối đe dọa của châu Âu trong vòng một thập kỷ nữa. Chính sách đối ngoại của Séc dựa trên giả định Nga sẽ là mối đe dọa đối với châu Âu trong một thập kỷ. Ông Libaski nói tại hội nghị an ninh quốc tế Global Séc ở Bratislava được phát trên YouTube. Ngoại trưởng Czech nói thêm, châu Âu chưa sẵn sàng cho một cuộc đối đầu kéo dài với Nga, nhưng với mỗi gói trừng phạt, theo ý kiến của ông, châu Âu đang tiến đến một thế có lợi hơn. Trước đó, thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết, ý định áp đặt gói trừng phạt thứ 11 của EU chống Nga là trái với lẽ thường vì 10 nỗ lực trước đó đã thất bại. Nếu bạn làm điều gì đó 10 lần chẳng hạn như áp dụng các gói trừng phạt và điều này không mang lại hiệu quả thì không có lý do gì để làm điều đó lần thứ 11 với hy vọng rằng kết quả sẽ khác. Điều này trái với lẽ thường chính sách trừng phạt của Liên minh châu Âu như chúng tôi hiểu đơn giản là không có tác dụng. Ông Urban phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở Qatar. Truyền thông Moscow ngày 29 tháng 5 dẫn cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga đưa tin. Cơ quan này đã đưa Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham vào danh sách truy nã sau khi ông có phát ngôn gây tranh cãi trong chuyến thăm Ukraine. <laughs> Trước đó, trong video do văn phòng Tổng thống Ukraine đăng tải về cuộc gặp của ông Graham với Tổng thống Volodymyr Zelensky cuối tuần trước tại Kiev, Thượng nghị sĩ Mỹ đã có phát ngôn gây tranh cãi. Cụ thể, đoạn video ghi lại các phát biểu của ông Graham như người Nga đang thiệt mạng và sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine là khoản tiền tốt nhất chúng tôi từng bỏ ra. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chỉ trích phát ngôn của ông Graham, cho rằng các bình luận trên của ông có sự liên quan tới nhau, cho thấy Mỹ đang hỗ trợ tài chính cho Ukraine dẫn tới sự thiệt mạng của người Nga trong cuộc xung đột. Sau đó, văn phòng của ông Zelensky cũng công bố một video khác về phát ngôn của ông Graham, cho thấy hai câu nói trên của ông không liên quan tới nhau, theo Reuters. Ủy ban điều tra của Nga ngày 28 tháng 5 cho biết họ đang mở một cuộc điều tra hình sự về những bình luận của ông Graham. Thượng nghị sĩ Mỹ đã bác bỏ những chỉ trích từ phía Nga, nhấn mạnh ông chỉ ca ngợi tinh thần của người Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga với sự hỗ trợ từ Washington. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, người trước đây đã thành lập một ủy ban ở nước này để nghiên cứu ảnh hưởng của Liên bang Nga đối với an ninh Ba Lan trong 15 năm qua. Hôm qua đã đề xuất lập ra ủy ban tương tự ở cấp độ EU. Hôm thứ Hai, Duda đã ký luật thành lập Ủy ban nghiên cứu ảnh hưởng của Nga đối với an ninh nội địa của Ba Lan giai đoạn 2007-2022. Tôi đã nói với Ngài Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki rằng chúng ta phải kiên quyết phấn đấu để thành lập một Ủy ban như vậy. Tôi đã đề nghị Ngài Thủ tướng để nêu vấn đề này tại Hội đồng châu Âu, nơi các nguyên thủ quốc gia hàng đầu của các nước châu Âu gặp nhau đưa ra các quyết định quan trọng để lập ra một Ủy ban như vậy theo quyết định chung của các nước thành viên ông Duda nói với các phóng viên. Tổng thống giải thích rằng ông muốn một ủy ban như vậy xem xét ở cấp độ châu Âu các vấn đề về ảnh hưởng của Nga, vận động hành lang của Nga, tiền của Nga, được cho là đã chảy vào các tổ chức châu Âu khác nhau để tài trợ cho các dự án khác nhau. Theo Tổng thống Ba Lan, vận động hành lang của Nga ở EU có thể đã có mặt trong quyết định xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream. Liên bang Nga đã nhiều lần kêu gọi không chính trị hóa dự án đường ống dẫn khí đốt và nói rằng dự án này có lợi cho châu Âu. Tôi chắc chắn rằng các vấn đề về ảnh hưởng của Nga cần được làm rõ, ông Duda kết luận. Song song với đó, trong một bài viết cho báo do Dresdi của Ba Lan, một nhà bình luận tên Pavel Lilitsky gọi những lời kêu gọi không sợ chiến tranh hạt nhân của các chuyên gia phương Tây để cứu Ukraine khỏi thất bại là vô lý. Theo ông, kịch bản chiến tranh hạt nhân xảy ra sẽ trở thành thảm họa không chỉ đối với Ukraine mà đối với cả toàn châu Âu. Trước đó, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Australia mà Con Davis đưa ra lời kêu gọi chấp nhận rủi ro, ngay cả khi điều đó có thể kích động một cuộc chiến tranh hạt nhân. Đồng thời, ông gọi nỗi sợ tên lửa hạt nhân là sự hèn nhát. Ông Lissitsky sau đó bức xúc bày tỏ, tôi muốn nghe từ chuyên gia này nói về quy mô thương vong của con người do các chiến thuật như vậy. Theo nhà báo ở phương Tây, họ ngày càng bắt đầu nói về việc không thể đóng băng cuộc xung đột và chiến thắng của Moscow, nhưng họ không hề nghĩ đến hậu quả của những lời hòa mỹ này Tác giả lưu ý, một kịch bản như vậy sẽ trở thành thảm họa không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với cả châu Âu. Có đúng không khi quảng cáo những câu chuyện có thể dẫn đến hủy diệt hàng loạt trong khi ngồi an toàn bên kia đại dương? Ông hỏi. Nhà báo cũng tỏ ra phẫn nộ khi các nhà phân tích như Davis công khai thừa nhận chiến lược đối đầu với Nga có thể dẫn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở châu Âu, nhưng vẫn tiếp tục nhấn mạnh vào việc leo thang để đưa Ukraine trở lại biên giới năm 1991. Tiếp tục bản tin với các tin tức đáng chú ý. Ước tính có 25 binh sĩ NATO bảo vệ ba tòa thị chính ở phía bắc Kosovo đã bị thương tại các cuộc đụng độ với người biểu tình Serbia hôm qua. Trong khi đó, Tổng thống Kosovo Vyosa Omani cáo buộc người đồng cấp Serbia Alexander Vucic gây bất ổn cho Kosovo, còn ông Vucic đã nâng mức độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội lên mức cao nhất. Trong một thông báo được hãng tin Reuters của Anh ngày 29 tháng 5 dẫn lại, KFOR, phái bộ gìn giữ hòa bình do Tổ chức Hợp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đứng đầu tại Kosovo, cho biết các binh sĩ bị thương thuộc lực lượng KFOR của Italy và Hungary. Họ đã trở thành đối tượng của các cuộc tấn công vô cớ và bị thương do gãy xương và bỏng vì vụ nổ của các thiết bị gây cháy khi chống lại những phần tử tích cực ở vòng ngoài của cuộc biểu tình. KFOR đã lên án các hành vi bạo lực, còn Tổng thống Kosovo Vyosa Osmani cáo buộc người đồng cấp Serbia Alexander Vucic gây bất ổn cho Kosovo. Trong khi đó, đài truyền hình nhà nước ATS của Serbia dẫn lời Bộ Quốc phòng nước này cho biết hai người Serbia đã bị thương trong các vụ đụng độ. Căng thẳng đã leo thang sau khi các thị trường gốc Albania nhậm chức tại những thị trấn mà người Serb chiếm đa số ở phía bắc Kosovo. Những thị trường này lên nắm quyền sau cuộc bầu cử mà người Serb tẩy chay nhân chứng cho biết tại jubekan một trong những thị trấn nêu trên cảnh sát kosovo được biên chế bởi người albania sau khi người séc rời lực lượng này vào năm ngoái đã xịt hơi cay để đẩy lùi đám đông người séc vượt qua hàng rào an ninh và cố gắng xông vào tòa thị chính tại leposavic thị trấn gần biên giới với serbia lực lượng gìn giữ hòa bình của mỹ trong trang phục chống bạo động đã răng hàng rào thép gai xung quanh tòa thị chính để bảo vệ trụ sở này khỏi hàng trăm người serbia giận dữ cuối ngày những người biểu tình ném trứng vào chiếc ô tô của tân thị trưởng leposavic Tại Triều Tiên, quan chức nước này thông báo Bình Nhưỡng sẽ phóng vệ tinh trinh sát trong tháng 6 nhằm giám sát động thái quân sự của Mỹ và đồng minh. Vệ tinh trinh sát quân sự số 1 sẽ được phóng trong tháng 6. Đây là một trong hàng loạt biện pháp do thám đóng vai trò không thể thay thế trong hoạt động theo dõi, giám sát những hành động nguy hiểm của quân đội Mỹ và đồng minh theo thời gian thực. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Ri Pyo-chon nói hôm 29 tháng 5, Quan chức Triều Tiên chỉ trích các hành động liều lĩnh của Washington và Seoul khẳng định Bình Nhưỡng cần mở rộng những biện pháp do thám và thu thập thông tin, cũng như cải thiện vũ khí phòng thủ và tiến công để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Mỹ cũng thường xuyên tiến hành hoạt động do thám đường không thủ đình trên bán đảo Triều Tiên và khu vực lân cận, ông Ri nói thêm. Quan chức cảnh sát biển Nhật Bản trước đó nói rằng Bình Nhưỡng đã thông báo cho Tokyo về kế hoạch phóng vệ tinh bằng tên lửa đẩy từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6, cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực thuộc Hoàng Hải, Biển Hoa Đông và phía đông đảo Luzon của Philippines. Báo Wall Street Journal đưa tin, Trung Quốc đã từ chối đề nghị của Mỹ về việc tổ chức cuộc họp giữa hai bộ trưởng quốc phòng bên lề diễn đàn an ninh thường niên Shangri-La ở Singapore vào cuối tuần này. Động thái trên đi ngược lại với tuyên bố hút của phát ngôn viên Nhà Trắng Yon Kerbai tuần trước rằng cuộc họp giữa Hoa Kỳ, Bắc Kinh có khả năng xảy ra. Đêm qua, quân đội Trung Quốc đã thông báo với phía Mỹ rằng họ từ chối lời đề nghị hồi đầu tháng 5 của chúng tôi về tổ chức cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và người đồng cấp Lý Thượng Phúc tại Singapore vào cuối tuần này. Thông báo của đầu năm góc gửi đến Washington Street Journal cho biết. Tuần trước, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đang trao đổi để có thể tổ chức cuộc họp giữa hai lãnh đạo quốc phòng Mỹ-Trung. Tuy nhiên, ông Eli Ratner, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hôm 25 tháng 5 cho biết, những nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm tiếp cận quân đội Trung Quốc những tháng gần đây đều bị từ chối hoặc phớt lờ. Bắc Kinh chưa bình luận về thông tin trên. Về phía nội bộ nước mình, chính quyền ông Tập cho biết Trung Quốc có kế hoạch hoàn thành sứ mệnh đưa người lên mặt trăng trước năm 2030, khẳng định quyết tâm của Bắc Kinh về tham vọng chinh phục vũ trụ này. Theo kế hoạch dự án chuyến bay thám hiểm mặt trăng có người lái, người Trung Quốc sẽ đặt chân lên mặt trăng lần đầu tiên trước năm 2030. Thông báo của Cơ quan Quản lý Chương trình Vũ trụ có người lái của Trung Quốc, GMSA nêu rõ. Cũng theo thông báo, trong chuyến bay này, hai phi hành gia sẽ điều khiển tàu thám hiểm mặt trăng có người lái để nghiên cứu khoa học. Cơ quan này khẳng định Trung Quốc đang triển khai nghiên cứu và phát triển những thiết bị thế hệ mới nhằm phục vụ tham vọng chinh phục mặt trăng. Thông báo đã chính thức hóa mốc thời gian mà các nhà Trung Quốc đã đặt ra trước đó giữa lúc Bắc Kinh và Washington tăng cường cuộc đua trong không gian. Hồi tháng 12 năm 2022, chính phủ Trung Quốc xác định tầm nhìn đối với những khởi đầu nhiều tham vọng hơn như xây dựng cơ sở hạ tầng và lập hệ thống quản lý không gian vũ trụ. Các nhà khoa học Trung Quốc trước đây nhất trí với mục tiêu đưa người lên mặt trăng năm 2030, nhưng chưa có thông báo cấp cao chính thức. Nhà thiết kế chính của chương trình thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc hồi tháng trước nói rằng, việc đưa người lên hành tinh này vào năm 2030 sẽ không có vấn đề gì. Cùng với Trung Quốc, Hàn Quốc cũng đang tận dụng những ưu thế của ngành công nghiệp quốc phòng để thực hiện tham vọng mở rộng thị phần trên thị trường vũ khí toàn cầu. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, doanh thu vũ khí của Hàn Quốc năm 2022 đạt hơn 17 tỷ đô la Mỹ, tăng vọt so với con số hơn 7 tỷ đô một năm trước đó trong bối cảnh phương Tây tìm kiếm nguồn cung để viện trợ cho Ukraine. Trong khi căng thẳng cũng leo thang ở các điểm nóng khác như Triều Tiên, Biển Đông, Hàn Quốc đang tận dụng hợp đồng vũ khí lớn chưa từng có, trị giá gần 14 tỷ đô la Mỹ với Ba Lan để đặt nền tảng cho ngành công nghiệp quân sự của nước này. Hợp đồng với Ba Lan gồm cung cấp hàng trăm bệ phóng rocket Chumo, xe tăng K2, pháo tự hành K9, máy bay chiến đấu FA-50. Giá trị hợp đồng và số lượng vũ khí cung cấp khiến Hàn Quốc nổi bật, thậm chí trong các nhóm quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Giới chức Hàn Quốc và Ba Lan nói rằng quan hệ hợp tác sẽ giúp họ chinh phục thị trường vũ khí châu Âu với việc Seoul có khả năng cung cấp vũ khí chất lượng cao nhanh hơn so với các nước khác, trong khi Ba Lan có thể đáp ứng năng lực sản xuất và phân phối vào châu Âu. Ngoài tốc độ giao hàng, một ưu thế khác của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc là khả năng tương thích với các hệ thống vũ khí của Mỹ và NATO. Tuy nhiên, Shash Tosha, một chuyên gia về quốc phòng tại Viện Nghiên cứu Agency Banner cho rằng, mặc dù Hàn Quốc và Ba Lan đều có ngành công nghiệp quốc phòng mạnh, nhưng kế hoạch dài hạn của họ có thể đối mặt với nhiều thách thức. Ông chỉ ra một số thách thức như biến động chính trị, nhu cầu của thị trường với các loại vũ khí như xe tăng, lựu pháo giảm. Và thông tin trên cũng là thông tin cuối cùng mà chúng tôi đưa đến trong bản tin ngày hôm nay của TV Chess Nâng tầm kiến thức. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Nhớ ấn like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.